họ có thể năm thứ ba là ở đây có thể được hạn kia làm sao vấn đề chưa có thể được hạn được học gì không đó. Bệnh học như chưa đi nhi cơ sở da, đối với trẻ một tuần tới hai tháng đã có vấn đề da, nó thường gặp.
tuy nó không phải là tử vong nhiều nhưng mà để là di chứng quan trọng, cho nên mình sẽ tập trung vào bốn vấn đề chính đó. Thì các bạn thấy tai nạn giao thông thì mình thấy rất là thường gặp, và tử vong do tai nạn giao thông thì không chỉ các nước đang phát triển như mình mà các nước đã phát triển nó cũng chiếm tỷ lệ rất quan trọng. Thì ở mình đó tỷ lệ tử vong giao thông do giao thông thì mình nghe khá phổ biến như vậy. Vậy thì tỷ lệ tử vong mà sơ sinh đây là mình nói 28 ngày đầu sau sinh là nó nằm trong cái nhóm, nó chiếm tỷ lệ tử vong quan trọng trong cái nhóm từ 1 tuần tới 2 tháng tuổi á. Cái nhóm mà mình mở lý mà mình thường gặp đang học nó bao phủ cái nhóm sơ sinh. Thì so với tử vong do tai nạn giao thông thì tử vong do trong cái giai đoạn sơ sinh thôi, chứ mình chưa nói mở rộng tới 2 tháng tuổi, nó cái nào nhiều hơn tử vong do lý do cái trong cái thời kỳ sơ sinh hay trong giai đoạn mình đang học này với tai nạn giao thông. Thì ví dụ tính ước tính tử vong, số trường hợp tử vong mỗi ngày đi, tính từng ngày đi cho nó dễ, thì cái nào nhiều hơn? Bây giờ tử vong do sơ sinh thấp hơn tử vong do tai nạn giao thông nhiều hay là thấp hơn một ít, hay là hai cái còn khoảng tương nhau, hay là tử vong ở lứa tuổi sơ sinh này cao hơn ít hay là cao hơn nhiều? Về logic các bạn rất thông minh hả? Thế ra so sánh thấy cao hơn nhiều, nhưng mà nó nhiều còn gấp còn mấy lần? Ai bao giờ nghĩ nó gấp mấy lần? Thôi các bạn cứ nghĩ một con số rồi để trong đầu mình đi ha. Thì cái này là cái số liệu năm ngoái của sở năm 2000 năm ngoái á, thì sở số liệu 2018 và năm cuối 2019 đầu 2020 á cũng hướng dẫn các bạn lớn cách đây khoảng 1 năm thì nó cũng tương tự như vậy. Thì lấy số liệu 2018 cái thời điểm này tức là cũng đâu dài đâu ông tháng giêng 2019 gì đó, thì ta thấy tai nạn giao thông mỗi ngày tử vong hơn 22 cả nước mình á, mỗi ngày tử vong khoảng 22 trường hợp do tai nạn giao thông, cứ hàng ngày có khoảng 22 người chết vì tai nạn giao thông. Thì năm nay đầu năm 2022 tử vong do 2020 số liệu năm tháng 12 năm 2020 tổng kết cuối năm á, thì ta thấy hơn 6 người chết vì tai nạn giao thông kể từ đầu năm 2020, tức là trong 1 năm, thì chia ra là khoảng hơn 16 người, cỡ 16 người tử vong một ngày, là nó có cải thiện so với năm trước. Mà từ 22 xuống 16 là cũng đáng kể lắm rồi. Tuy nhiên mình cũng phải tính năm 2020 nó có cái đặc biệt, có một thời gian dài ở nhà không, đúng không? Cho nên mình nhìn cái số liệu không thì đôi lúc mình nghĩ mình có những cái biện pháp tốt cũng chưa chắc, tại vì nguyên gần 1/4 năm là đi đâu rồi. Nhưng mà thôi, cứ nghĩ là nó tốt vậy đi. Thì bây giờ mình đi tiếp tử vong do sơ sinh. Thì cái này là số liệu năm 2017 gì vậy? Đúng rồi, còn khoảng năm 2017 gì đó. Thì mình nhìn cái tử vong này, cái số liệu từ 1960 cho tới khoảng tới 2017, các bạn thấy cái đường mà thấp nhất như này, cái tỷ lệ tử vong ở càng thấp này là nó càng nhỏ, tỷ lệ tử vong càng nhỏ, tính từ 1.000 trường hợp. Thì các bạn thấy cái đường mà càng thấp tỷ lệ càng nhỏ, thì cái đường cuối cùng này là Singapore này, cái đường màu xanh này này, kế tiếp là của Việt Nam mình, sau đó tới Philippines, Indo, rồi màu xanh lá này là của Campuchia, và màu tím này là của Lào. Còn cái đường màu vàng này là tính chung của thế giới nói chung, tất cả các nước phát triển và đang phát triển. Thì nói chung là nhìn về thái tử tỷ lệ tử vong sơ sinh của Việt Nam mình nói chung cũng khá tốt, dưới cái mức trung bình chung của cả thế giới. Và dĩ nhiên Singapore đầu tiên đó mình cao hơn nhiều đó thể rồi, nhưng mà đối với các cái nước mà mình có thể so sánh đây thì mình cũng tốt hơn. Thì cái tỷ lệ lúc đó năm 2016 với 17 Singapore là 17/1000, tức là 1000 trẻ sinh ra thì có 17 trẻ tử vong. Với hàng năm mình sinh ra chào đời có 1.5 triệu trẻ, thì mỗi ngày á mình tử 70 trường hợp là năm 2016, đối chiếu với cái số lượng khoảng tai nạn giao thông
mấy năm trước là khoảng 20 mấy trường hợp, ví dụ năm 2018 là 22 trường hợp, còn trước đó 2016 có thể là cao hơn vài trường hợp gì đó. Mà nói chung là tử vong mỗi ngày do trẻ sơ sinh của mình sinh ra hàng ngày đó, mỗi ngày là cái số trẻ sơ sinh nó tử vong gấp 3 lần, còn tới gấp 3 lần cái tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông, cái tỷ lệ tử vong đáng kể. Cho nên mình nghĩ bây giờ hiện tại của mình này thì như thế nào? Cái này là năm 2016. Mới năm 2019, số liệu năm 2019 á là mới đây nhất á, thì tỷ lệ tử vong của mình á có giảm xuống còn 15.9%, tức là kia từ 15.9 phần ngàn. Cách đây 3 năm, cách cái năm này 3 năm là 2016 là 17 phần ngàn, thì nó giảm xuống còn giảm xuống hơn 1 phần ngàn, là tỷ lệ tử vong cải thiện cũng khá tốt. Thì nói chung là do rất nhiều lý do. Thì với cái tỷ lệ sinh của mình nó là tăng lên xíu, thì năm 2016 là khoảng 1.5 triệu, thì bây giờ nó hơn 1.5 triệu tí xíu. Thì mình tính ra với cái tỷ lệ tử vong như thế này thì mỗi ngày tử vong cũng còn 68 trẻ, chung là cũng còn rất là cao, và nó cao hơn đáng kể, cao hơn rất nhiều cho tai nạn giao thông. Cho nên mình hình dung mỗi ngày với cái tỷ lệ sinh như vậy thì mình có khoảng gần 70 trẻ sơ sinh sinh ra tử vong do rất nhiều nguyên nhân. Thì trong đó những cái nguyên nhân nào quan trọng hàng đầu thì đối với những trẻ một tuần tới 2 tháng, nguyên nhân quan trọng hàng đầu vẫn là cái nhiễm trùng huyết và biểu hiện với nhiễm trùng nói chung. Đó, cái thứ hai là viêm phổi nói chung, và bệnh lý hô hấp đó là viêm phổi nói chung. Ba là tiêu chảy, ba nguyên nhân nó chiếm hàng đầu cái tử vong. Thì một phần nữa là cái ngạt du sinh, nó là cái sinh non và biến chứng của sinh non, nó là những nguyên nhân hàng đầu. Thì ba cái nguyên nhân chung cho trẻ từ 1 tuần tới 2 tháng, năm cái nguyên nhân kia là của trẻ sơ sinh nói chung. Thì hai cái nguyên nhân kia nó không nằm trong mục tiêu của mình. Thì hôm nay mình học để nhận biết những trẻ từ 1 tuần tới 2 tháng nó quan trọng như thế nào. Thì tại sao mình không học cái nhóm ở dưới 1 tuần, mình học cái nhóm 1 tuần, tại vì dưới 1 tuần đa số vấn đề của nó nằm ở vấn đề các cái dị tật bẩm sinh, các cái bất thường, nó không có nằm trong mục tiêu của mình. Cho nên cái quan tâm của mình ở đây chỉ là một cái cấp tính thôi. Ở đây những dị tật bẩm sinh, những cái bệnh mãn tính thì mình không quan tâm. Cho nên đối với cấp tính, mình cái cấp tính là trẻ em tiếp cận thì nó có chia hai nhóm. Thì cái nhóm mà 2 tháng tới 5 tuổi các bạn sẽ học sau. Tại vì trên 5 tuổi cái tỷ lệ tử vong nó giảm đáng kể. Cái tỷ lệ tử vong cả trên thế giới nói chung hoặc là ở mình nó riêng á, là trẻ dưới 5 tuổi nó chiếm phần lớn tử vong ở trẻ em. Và trẻ trong 1 tháng nó chiếm phần lớn tử vong của nhóm dưới 5 tuổi. Đó là nó quan trọng như vậy. Thì cả hai trường hợp này, đầu tiên mà nó coi trường hợp đó trẻ đã cần, nó có dấu hiệu cần có cấp cứu không, nếu cấp cứu có cấp cứu liền, còn nếu mà không cấp cứu á, rồi cái dấu này dấu âm nha, thì phải đánh giá toàn diện để coi trẻ cần phải chuyển đi bệnh viện gấp hay không. Nếu cần thì chuyển viện, và khi chuyển viện gấp thì phải đánh giá và xử lý trước chuyển viện, và phải đánh giá xử lý những cái bước quan trọng nào trước khi chuyển viện. Và sau đó nếu không cần chuyển viện thì hướng dẫn điều trị tại nhà và hẹn giờ có những dấu hiệu nào cần khám ngay để tránh trường hợp mà trẻ bệnh nặng hơn, và cuối cùng là khám lại sau bao lâu. Đó là cái cách thức, cái quy trình để mà đánh giá một cái đứa trẻ với cái vấn đề cấp tính. Và quan trọng là mình chú ý là vấn đề về nhiễm trùng, hô hấp và tiêu chảy là ba vấn đề chính ha. Vậy thì bốn dấu hiệu cấp cứu ở trẻ em mà có thể có dấu hiệu gì mà nghĩ nó quan trọng mà mình phải cấp cứu trước một đứa trẻ mà mình dùng lên trước nữa. Đây là mà em nghĩ dấu hiệu gì là quan trọng, mình cứ nghĩ mà nói thôi. Dạ, cái xin phép thầy một dấu hiệu là do tim tái hoặc là bị tim mạch, rõ nhất là tim tái một cái thôi, để dành người khác nói chứ. Bây giờ em cậu tự cái đưa kế bên em hay ai cái người nào mà em thấy gai mắt em gắt nhất đó em cứ đưa là đưa cho em á. Rồi em kể dấu hiệu thứ hai cho em nghĩ một dấu hiệu được rồi, chúng ta nhắc là suy tai, suy nghĩ ra là suy hô hấp. Rồi suy hô hấp, rồi cảm ơn em rất nhiều.
Rồi em thấy em thích ai nhất đó, em thấy là dễ thương nhất. Có tương thương ngay cái cạnh không? Dạ, có ạ. Có giật rồi, cảm ơn em giới thiệu thứ ba. Em không theo các em nghĩ. Dạ, ngưng thở. Ngưng thở, rồi. Dạ, thầy ngưng tim. Rồi, ngưng tim, còn gì ngưng nữa đó luôn. Số rồi. Số, rồi, cảm ơn em. Co giật. Co giật, kể rồi, co giật kể rồi. Nãy đến giờ bốn dấu hiệu còn kể cho tới 5 dấu hiệu rồi tiêu chảy. Rồi cảm ơn anh. Bác kể kiểm biết luôn kể ạ. Nhớ cấp cứu nha. Hết rồi, đúng không? Nãy giờ kể bốn dấu hiệu kể quá trời luôn rồi. Kể dư luôn rồi. Cái số đó nó không phải dấu hiệu cấp cứu hả? Tiêu chảy cũng không phải dấu hiệu cấp cứu. Một vài trường hợp bị tiêu chảy nó nặng đến độ phải cấp cứu nhưng mà nó không phải là dấu hiệu cấp cứu, hay là sốt đôi lúc sốt cao gì nó kèm co giật thì dấu hiệu co giật cũng cấp cứu, chứ bản thân cái biểu hiện số nó không phải là cấp cứu ha. Thì cái thứ nhất là phải các bạn kể là nè, ngưng thở các bạn kế tiếp cái ngưng tim, nó là ngưng thở ngưng tim. Đối với trẻ nhỏ á, cái vấn đề chính đa số là tí nó gây ngưng thở trước rồi nó gây ngưng tim. Còn đối với trẻ lớn hay người lớn, đôi lúc nó bệnh lý tại tim, nó gây ngưng tim trước rồi có thể ngưng thở. Cho nên trẻ em đa số là vấn đề hô hấp trước dẫn đến ngưng thực quản ha. Cái hai thở hước thì cái dấu hiệu này nó hơi có đặc trưng với trẻ em. Thở hước là các bạn nghe từ bao giờ chưa? Cái lấy gì giống như đây gọi ngưng thở vậy đó, hay là thở ngáp cá cũng là bọn đó rồi. Đó, nó thở kiểu vậy đó, là thở hước. Nó không thở đây mà nó giống như sắp ngưng thở, đe dọa ngưng thở tới nơi vậy đó. Thì giới thiệu đó là thở hước, còn giới thiệu cấp cứu về hô hấp anh. Thở chậm, nó sắp ngưng thở rồi. Đối với trẻ một tuần tới 2 tháng mà nếu mà thở dưới 30 lần một phút kèm cái tiếng là cũng là giới thiệu cấp cứu mà. Và cái thứ tư á, còn tiếng khác mà mấy bạn kể rồi là cái gì? Co giật. À, co giật là bốn cái dấu hiệu chính. Thì nói chung là bốn cái dấu hiệu nó nằm trong gì? Hô hấp tuần hoàn thần kinh. À, các cái dấu hiệu, bốn cái dấu hiệu chính này nó nằm ở hô hấp tuần hoàn và thần kinh. Chính là vẫn là hô hấp thường gặp nhất, là vấn đề hô hấp rồi tới tuần hoàn hay tim mạch. Thần kinh thì ít gặp hơn. Cho nên bốn cái dấu hiệu này nó nằm trong ba cái vấn đề đó, chính là vấn đề đó. Vậy thì trước một cái đứa trẻ mà bà mẹ mồng tới một tuần tới 2 tháng tuổi mà mình thấy nó lâu lâu nó thở nó đi là phải chuyển được cấp cứu đi, hoặc là tới đang co giật. Chứ còn nếu co giật bây giờ ổn định rồi thì chưa phải là vấn đề cấp cứu mà phải đánh giá. Rồi vô đếm nhịp thở, nó thấy nó thở nó 20 mấy lần một phút, đầu chi lên tim nó tái hay môi lên tim gì đó thì nó cấp cứu ha. Còn cái trường hợp thứ nhất chắc mình khỏi học khỏi nhớ luôn, vô mà nó ngưng tim nó không thở là biết chắc đó. Là thấy là khỏi cần nhắc cái này có cấp cứu hay không vậy ra. Trường hợp đầu tiên là phải cấp cứu rồi. Trường hợp dưới đôi lúc mình không có rõ, mình không chắc là nó có cấp cứu hay không. Rồi vậy thì cái vấn đề quan trọng đầu tiên sau khi cấp cứu mà không có dấu hiệu cấp cứu thì mình coi qua các cái dấu hiệu, các cái vấn đề chính. Thì cái vấn đề đầu tiên mà nó liên quan tới tử vong nhiều ở trẻ sơ sinh á là về nhiễm khuẩn huyết. Thì các vấn đề liên quan tới nhiễm khuẩn thì ở đây á có mục tiêu và các bạn nó không phải là từng bệnh nào. Đối với chương trình của Y3 thì với mỗi vấn đề là liên quan tới một bệnh và bệnh đó nó là cái gì, và cơ chế bệnh sinh nó ra làm sao, sinh lý bệnh như thế nào, biểu hiện lâm sàng là chẩn đoán là điều trị dự phòng gì đó, nó là sao gì đó, thì nó nguyên một cái nào. Còn cái đối với các bạn thì giúp các bạn để mà xử lý lồng ghép chung, mình không có đi sâu vào cái cơ chế bệnh sinh sinh lý bệnh gì cả, mình thấy những cái vấn đề, với vấn đề đó thì những cái bệnh giá xử lý chung như thế nào
chứ nó không cần có một cái dạng gốc chuyên biệt ha. Thì các cái ô màu đỏ là những cái ô mà dấu hiệu nguy hiểm, màu vàng là vừa phải và màu xanh là từ những các cái dấu hiệu thông thường, nó mở quá màu và cái giống như là xanh thành đỏ vậy đó ha. Thấy thành đỏ là mới dừng lại ha. Cái thứ nhất là co giật, thì cái chuyện nãy mình nói rồi, đó là dấu hiệu cấp cứu, cho nên dĩ nhiên là nó nằm trong dấu hiệu cấp cứu màu đỏ. Một cái đứa trẻ 1 tuần tới 2 tháng mà co giật mà không rõ nguyên nhân thì nó có khả năng nhiễm khuẩn nặng, đặc biệt cái vấn đề nhiễm khuẩn thường gặp ở trẻ này có thể là viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết hoặc là các cái nhiễm khuẩn nặng khác, và mình thì không có cần phải đánh giá sâu nó là nhiễm khuẩn gì, mà chỉ cần là nó co giật thì đối với trường hợp này nó có khả năng nhiễm khuẩn nặng. Cái thứ hai là bú kém hay bỏ bú. 1 tuần tới 2 tháng thì thức ăn chính của nó là sữa mẹ và các loại sữa khác. Bây giờ nó bú kém là sao, là nó bú giảm dưới 50% của bình thường. Tức là ví dụ như bây giờ mẫu tử nó bú 60ml, bây giờ nó bú còn 30-20ml tử ra thì gọi là bú kém. Còn bỏ bú là đặc biệt nó không bú gì luôn. Ly bì khó đánh thức. Ly bì á, là nó bình thường á, cái đứa trẻ này đôi lúc tới giờ ngủ thì nó ngủ hoài, nhưng mà nó sẽ có những cái chu kỳ, thường nó ngủ khoảng 2 tiếng, 3 tiếng cho nó dậy, nó ngủ bú bú khoảng 15-20 phút thì tùy bé thay đổi tại sao nó ngủ như trong thời kỳ sơ sinh ban đầu vậy. Cho nên nếu tới cái lúc mà nó phải dậy nó bú mà nó không dậy, chứ còn nếu mà tới cái lúc mà nó ngủ mà nhiều hồi đánh thức nó cũng khó nên không phải là dễ. Cho nên cái ly bì là tới lúc đáng lại nó phải dậy thì nó không dậy, nó vẫn cứ nằm thì lờ đờ biết nó không dậy. Khó đánh thức có thể là nó ngủ, tới lúc mà mình đánh thức thì cũng không được, búng chân rồi dây xương ức gì đó làm đủ thứ nó cũng không có dậy được, gọi là khó đánh thức. Thở nhanh thì đối với trẻ 1 tuần tới 2 tháng khi mà đếm nhịp thở trong 1 phút mình trên 60 lần thì gọi là thở nhanh. Tức mình đếm trong 1 phút nha, nếu mà nó thở không nhanh tức là dưới 60 lần một phút thì mình nói nó không thở nhanh, còn nếu mà nó trên 60 lần trở lên đó thì mình đếm lần thứ hai, nếu đếm lần thứ hai mà nó vẫn từ 60 lần trở lên thì có là thở nhanh ha. Thì thở nhanh này nó có thể dấu hiệu nhiễm khuẩn nặng ở cái nhóm tuổi đó, lý do là tại vì nó có thể do co giật quá, thở nhanh do viêm phổi, do các bệnh lý về hô hấp hoặc là các bệnh lý toàn thân chung, nó cũng có thể gây thở nhanh. Rút lỗ ngực nặng, có bạn nào thấy dấu hiệu này chưa? Có chưa? Rút lỗ ngực nặng thì cái dấu hiệu đó là sao? Ví dụ như mô tả sơ khởi, em thấy mô tả sơ khởi các miệng lỗ. Thì cái dấu hiệu rút lỗ ngực nặng ở nhóm trẻ này nó có gì đặc biệt? Dạ thưa là em thấy rút lỗ ngực mình lớn thôi. Người lớn thì rút lỗ sao? Là người ta thở, trong quá trình thở có những lúc là người ta cái bụng người ta phần dưới xương ức đó là nó rộng sâu phía dưới. Thì hít vào hay là thì thở ra? Hít vào thì bụng nó lộn xuống rồi, cảm ơn em. Thì bây giờ vậy là sinh lý của mình nó là sao, khi mình hít vào á thì lồng ngực nó nở ra bụng nó lộn lại, thì đối với cái trẻ sơ sinh á, nếu mà khi nó hít vào á mà bụng nó phình ra thì người ta gọi là kiểu thở bụng, đó là một dấu hiệu siêu hấp. Còn cái co lỗ ngực á là 1/3 dưới của cái bờ sườn mà nè, 1/3 dưới của bờ sườn á, khi hít vào lỗ vô nó lỗ nặng vô, tức là nguyên cái mẹ sườn này chia làm 3 phần thì 1/3 dưới đó, nó lỗ vô trong cái thì hít vào. Lý do là cái phổi, cái nhu mô phổi nó đông đặc, nó cứng lại, nó không có giãn nở ra được ở phần dưới, cơ quan nó co rút lại, nó làm cho 1/3 dưới của sườn nó không có nở ra khi mà nó thì hít vào, nó giữ lại, cho nên nó tạo ra cái dấu hiệu co lỗ ngực hay là co rút lỗ ngực. Thì cái dấu hiệu này thường nó gặp trong những trẻ mà bị viêm phổi
là bệnh mặt trong, tức là thiếu hụt sự quan tâm của phổi á, trong những đứa trẻ sinh non á hay thấy những cái dấu hiệu này, hoặc là những cái viêm phổi nặng nó đông đặc phổi gì. Rồi, cảm ơn em. Cánh mũi phập phồng. Rồi bây giờ trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ này nè, cái nhóm này nó thở vào mũi, dính vào mũi hay vào miệng? Nó thở vào mũi vào miệng. Bây giờ em á, em coi thử có bạn nào mà hồi giờ em thôi bạn nào mình thấy hồi giờ em nghĩ học giỏi cái nhóm này nè, em micro các bạn nó trả lời thử. Trẻ nhỏ nhóm tuổi của mình phải dính bằng mũi hay bằng miệng? Bạn tin tưởng mình thì mình cứ nhận đi. Đúng rồi bạn, đúng rồi, trong hộ á, đúng rồi, trong hộ không này chị giỏi à, này chị phê đó bạn được á. Thở bằng gì ạ? Thở bằng mũi. Lý do tại sao tôi nghĩ thở bằng mũi? Tại em nghĩ là trẻ sơ sinh thì cái ống lưỡi nó đầy hơn, còn lưỡi nó đầy hơn nên là mũi nó sẽ nói chung em suy nghĩ rất là tốt ha. Nhưng mà cũng là cái trẻ sơ sinh á, nó thể chính là mũi. Trẻ nhỏ á, còn cái lý do tại sao nó thở bằng mũi thì cũng khó biết. Còn cái chuyện đó là đúng. Cái lưỡi tinh chiếm trong cái khoang miệng, cái tỷ lệ của lưỡi trong khoang miệng trẻ sơ sinh thì nó lớn hơn so với trẻ lớn thì đúng. Nhưng mà không biết nó có mối liên quan nào đó không thì cũng không rõ. Nhưng mà rõ ràng trẻ sơ sinh thì thể chính bằng mũi. Tại vì ông bà mình hồi trước thì cũng biết vậy. Tôi biết mày hồi nhỏ tôi bố mũi mày chạy rồi. Tôi hỏi chuyện, mũi đi chút chuyện chứ. Lớn bố mũi nó không chết, nó thở miệng được. Chuyện lắm nữa. Còn nhỏ nó chưa biết thở miệng, bố mũi nó cầm. Vậy đi chút chuyện. Cái thứ hai là vài bữa các bạn có con, cái cháu nó nhỏ, nó bú, nó khi nó ngậm nó bú một tí là nó nhả ra, nó la, nó khóc. Không sợ hết. Cái là la khóc một chút, cái là ngậm nó bú tiếp. Cái thứ hai nữa thì tốt ngủ được, nó ngạt mũi nó cứ quấy, nó là ngoài viêm thì khi đó mình không có mũi nó sẽ đỡ đó. Thì đa số ngạt mũi nó sẽ biểu hiện như vậy. Đối với trẻ sinh nó phải dính vào mũi, cho nên cái kháng lực khi nó hít vào quá nó thở vào mũi, kháng lực nó lại cao hơn. Cho nên trong những trường hợp mà nó khó thở thì nó bù trừ bằng cách nó thở luôn mũi ra, không có thể hít vào, để nó giảm cái kháng lực, cái sức cản của cái đường thở lúc mà nó thể hít vào. Cho nên khi hít vào chỉ có trẻ sơ sinh thôi, trẻ lớn nó không có, lớn nó há miệng nó thở thôi, lớn chút là nó tối nó ngủ thở, từ nó há miệng nó thở, còn kia là mỗi lần nó thở là nó hít vô rồi nó cái mũi nó học ra. Khi nó hít vào thì cái dấu hiệu đó ở trẻ nhỏ, ở trẻ sơ sinh á là cái dấu hiệu mà cho thấy là nó đang khó thở, đang suy hô hấp. Thì với cái triệu chứng khó thở có thể nó nhiễm trùng phổi hoặc là các cái nhiễm trùng nói chung, nó có tăng thở bù trừ, nó làm cho biểu hiện cái dấu mũi, cái mũi phập phồng. Cái dấu hiệu đặc trưng nữa là thở rên. Thở rên ở đây là cái tiếng rinh tì, chứ nó không phải là cái thở rên của cái tiếng rên rỉ của người lớn tuổi nè. Thì cái tiếng này nó tiếng các bạn đề tra rinh tì này, cái tiếng thở rên. Thì tiếng thở rên ở đâu mà có? Thì đối với trường hợp mà cái phổi nó bị thiếu sự quan tâm là cái trường hợp điển hình nhất trong bệnh mặt trong đó. Thường thường cái phế nang mình khi mà mình hít vào thì nó giãn nở ra, khi mình thở ra nó xẹp ra nít, là hít vào cái giãn nở ra, nó xẹp lại hết, nó không xẹp hoàn toàn xuống,
giống như có con báo mình xả nó xì hết hơi luôn, là do nó có một cái lớp đệm tiết trong gọi là surfactant, nó làm giảm sức căng mừng bề mặt khi mà có phía nam nó xẹp lại, surfactant nó dài lên thì nó làm thì giảm sức căng bề mặt, nó không có co rút cái phía nam lại nữa. Thì trong trường hợp nó thiếu thì nó xẹp lấy luôn, mà mỗi lần nó xẹp không á thì để thì kế tiếp mình giãn nở ra nó có những công lớn hơn, nó mới thổi được, giống như có bọc báo mà là thổi bự rồi làm xẹp một chút thổi lại nó dễ hơn, còn thả xuống xẹp luôn á thì thổi lại lúc đầu nó sẽ khó hơn. Thì để mà trong trường hợp mình thiếu surfactant, cơ chế bảo vệ tự nhiên á, thì khi nó thở gần hết á thì cái hai cái dây thanh âm nó đóng lại, thanh môn nó đóng lại để nó giữ nó thì một cái phần nó tích khí cạn ở cuối thì thở ra, mà nó đang thở ra vậy giống như một bóng đang xì ra bóp kẹt cái đầu lại chút thì nó ra cái tiếng đó là cuối thì thở ra và tiếng thở rên, cái tiếng nó khó lại không thể nào chủ động đóng thanh âm rồi, cho nên nó khó từng thở tới cuối, còn nó giống tiếng kẹt. Cái tiếng âm sắc nó cao hơn một chút chứ nó không phải vậy, nhưng mà cuối cái thì thở ra nó xuất hiện cái tiếng đó, thì cái tiếng là tiếng thở rên. Rồi thốt hồng thì ở để nhỏ này nó còn cái thốt trước nó chưa đóng, cho nên những trường hợp viêm màng não hay là tăng áp lực sọ não gì đó nó làm cho tăng có thể nó đòi mỗi cái thốt nó phồng lên, cho nên tăng áp lực nội sọ ở cái trẻ sơ sinh trẻ nhỏ đó, nó ít cái bị cục não hơn so với trẻ lớn người lớn, tại vì nó có cái chỗ để nó giải áp. Và nó tăng tiếp tục nó tăng phải nhiều hơn nó mới có thể gây tụt não được, cho nên trường hợp đó thường là nằm trong cái viêm màng não hay gì đó có phòng cũng là dấu hiệu nặng. Tai chảy mũ thường nó nằm trong mình cạnh viêm tay giữa hay gì đó, mấy cái dấu hiệu sau thì dễ hình dung ha. Tấy đỏ quanh rốn là đối với trường hợp này, cái nhóm này nó trẻ nhỏ nó còn cái rốn nó chưa rụng hoặc là nó mới rụng thì nó có thể nhiễm trùng rốn, nhiễm trùng rốn nặng nó có thể dẫn tới nhiễm trùng huyết, cho nên đối với trường hợp này nó có cái tế độ phân rốn nó nhiễm trùng rốn, còn nếu lớn rồi nó thì nó không có cái dấu hiệu này ha. Cái này có thể nhiễm trùng da rốn nhưng mà nó không phải là một cảnh nhiễm trùng rốn. Sốt hay là hạ thân nhiệt, cái này thì nó rõ là sốt thì sợ hay là lạnh, hạ thân nhiệt nó cũng là dấu hiệu của cái nhiễm trùng nặng. Nhiều mũi ở da hay là mỗi một mũi của bự thì nó cũng là dấu hiệu nặng, hay là cử động giảm nó thường bà mẹ và nhận biết rất là dễ dàng, thường cái cử động nó cũng khó đánh giá, nhưng mà những cái lúc đó là nó bú hay là cứ 2-3 tiếng thì nó có những cái cử động tự phát đối với những cái đứa nhỏ, chứ còn nếu nằm lừ lừ biết 3-4-5 tiếng đồng hồ nó cũng không có cử động gì, nó nằm sù lơ thì là nó bất thường nè. Tóm lại các dấu hiệu này rất là nhiều, nhưng mà từ từ tiên mình gặp mình để ý các quan có vài dấu hiệu đặc thù, còn đa số những số cái dấu hiệu chung thôi. Những cái nhiễm trùng chung, cả những cái nhiễm trùng nặng hoặc là khu trú ở các cơ quan chỉ điểm ở các cơ quan hoặc là các cái dấu hiệu toàn thân đều có chỉ định cho một trong các cái dấu hiệu này, thì mình vẫn nghĩ là cái nhóm này là có khả năng nhiễm khuẩn nặng. Thì với cái nhóm nhiễm khuẩn nặng vậy thì mình phải làm cái gì? Thì ta thấy chúng ta cho kháng sinh tiêm bắp phòng ngừa hại đường huyết, giữ ấm và chuyển tiền gốc. Đối với cái trẻ này đó, hại đường huyết và hạ thân nhiệt là hai cái vấn đề quan trọng. Đối với trẻ từ 1 tuần tới 2 tháng khi mà làm cái gì rồi, đối với trẻ bệnh nặng nó càng có mất các cơ chế kiểm soát, cho nên mình đều phải xử lý hết. Hạ đường huyết và hạ thân nhiệt là hai cái bao giờ mình cũng phải xử lý, kể cả trong bệnh viện ngoài bệnh viện hai vấn đề chính. Rồi với kháng sinh thì cho kháng sinh tiêm bắp thì mình sẽ cho kháng sinh gì? Thì nó có hai cái kháng sinh mình phải để ý, đó là cái Ampicillin với Gentamicin. Ampicillin với Gentamicin thì Ampicillin là 50mg một ký, tức là một liều mình tiêm trước khi chuyển viện thôi. Nó tiêm bắp và Gentamicin 5mg một ký. Đó là kháng sinh đường tĩnh mạch hay là tiêm bắp trước khi chuyển viện. Cái thứ hai phòng ngừa hạ đường huyết thì trong này nó có nhiều cách, ví dụ trẻ đang bú mẹ thì tiếp tục mẹ có thể di chuyển đi thì tiếp tục cho bú mẹ từng đi, còn nếu mà trẻ không bú được, nó không chịu bú thì có thể rút bầu ngủ được không, nếu rút bầu ngủ được
Còn nếu mà không đút bằng muỗng được nữa thì mình đặt cái xong dài dài cho ăn quên không. Còn nếu không có sữa mẹ thì dùng sữa công thức, nếu không có sữa công thức sẵn thì có thể dùng nước đường. Nước đường ở đây là nước đường 10%. Thì 10% có nghĩa là gì? Có nghĩa là 10g trong 100ml. Một muỗng cà phê đường á, người ta ước tính khoảng 5g. Một muỗng cà phê á, đường bột của mình á, người ta ước tính khoảng 5g đường. Thì mình cho 4 muỗng là khoảng 20g, 20g cho vô 200ml là ra 20g trong 200ml là 10g trong 100ml là cái đường 10%. Tức là pha như vậy là từ 200ml đường 10% để cho bé uống sẽ được đi. Nếu mà không có sẵn sữa còn giữ ấm trong quá trình chuyển chuyển thì nếu mà có mẹ thì cho mẹ làm kangaroo nếu mà trẻ nhỏ, còn lớn thì mình giữ môi trường ở môi trường trung tính thì nhiệt độ trung tính ở đây tính khoảng 28°C, thấp thì khoảng 25 đó, nó dao động khoảng đó, không có để hạ cái nhiệt, thường thường nó hạ cái nhiệt kinh. Và đó chuyển gấp đi bệnh viện. Chuyển gấp có nghĩa là sau khi mình hoàn tất cái phía trên này rồi là mình chuyển đi liền, không có đợi chờ. Đó là chuyển gấp. Thì tới bệnh viện nào gần nhất mà có khả năng xử trí thì mình cứ đưa chỉ vô bệnh viện đó gần nhất. Rồi ngoài các cái dấu hiệu mà nhiễm khuẩn chôn toàn thân thì nó có dấu hiệu nhiễm khuẩn khu trú. Thì thứ nhất là nhiễm khuẩn rốn và nhiễm khuẩn da, đó là những cái mà nhiễm khuẩn khu trú thường hay gặp. Thôi lúc là viêm kết mặt mắt hay là những nhiễm khuẩn tại chỗ thì đó là những cái này mình có thể xử lý được. Thì cho kháng sinh uống, thì kháng sinh uống này nhất là amoxicillin thì uống mà mình cho amoxicillin. Nếu mà dị ứng với amoxicillin thì mình dùng erythromycin. Các bạn có học kháng sinh chưa? Nếu mà dị ứng với amoxicillin thì có thể dùng erythromycin. Thì có cái liều tương ứng. Các bạn khi mình dùng thì không nhớ thì cứ dở ra coi cho nó đúng. Thì dạng đứa nhỏ đến khám ngay, tức là khi mà trong những trường hợp mà nhiễm khuẩn rốn hay da tại chỗ á, tức là quay lại bệnh viện khám thì khi nó có một trong các cái dấu hiệu sau, tất cả các trẻ từ 1 tuần tới 2 tháng mình đều phải dặn hết, đó là trong khi mà về mình đã có 6 cái dấu hiệu này mình sẽ phải quay lại bệnh viện liền. Cái thứ nhất là bú kém hay bỏ bú, tức là trước đó nó bú kém thì giờ nó bỏ bú. Trước đó nó bú bình thường, bây giờ nó bú kém vậy đó. Ít cử động hơn so với bình thường hiện tại. Trước đó không sốt, bây giờ sốt. Trước đó bình thường, bây giờ hạ thân nhiệt hay gì đó. Chứ em bé đã sốt mình thì không được tới nhà sốt quay lại. Đi về tới nhà thấy nó sốt không quay lại. Tức là cái này nó mới xuất hiện à, hoặc là nó nặng hơn. Ý nghĩa vậy đó, 6 cái dấu hiệu này. Nhưng mà trước nó chưa có, bây giờ nó có, hoặc nó có nó nặng hơn thì mình quay lại. Thở bất thường, vàng da nó cạn chanh hay là bệnh nặng hơn là cái câu cuối cùng, giống như con mùi vậy đó. Bệnh nào cũng thấy bệnh nặng hơn thì quay lại. Còn các dấu hiệu kia, dấu hiệu chung. Cái đó là về có vấn đề nhiễm khuẩn. Cái này là cái quan trọng đầu, một cái thường gặp hàng đầu của cái nhóm này và cũng là cái nguyên nhân tử vong hàng đầu của cái nhóm tuổi này. Còn mấy vấn đề sau thì nó đơn giản hơn. Còn tới đây các bạn có cái gì thắc mắc trước không? Trước khi mình qua cái phần mới, phần này thì nó rắc rối, nó có cái nhất tới thứ hai nữa là khi mà gặp một cái đứa trẻ vô nó có biểu hiện một trong các cái này thì các bạn có tự tin đánh giá để chuyển hay là trường hợp mà vô nó rốn nó đỏ không mình xử trí được không? Y khoa mình là ngành thực hành ha, cho đây muốn để bên nay mình có nghe thôi, mình có đi thực tập, có đi vô và gặp những trường hợp như vậy rồi mình coi về sau, tôi sao bé bé khác thì diễn tiến sao mình có coi được. Mình tiếp nhận những cái trường hợp như vậy rồi mình mới tự tin mới dám làm được. Cái còn bên này mới có học kiến thức thôi, mình phải thực hành mới có kỹ năng trước cái đó rồi mới dám áp dụng. Cái còn nếu mà nghe thì không làm thì
À, trong khi chưa có thắc mắc gì thì phần qua phần mới chúng ta có thắc mắc gì thì đáp luôn nha. Phần vấn đề thứ hai là vàng da, thì cái vàng da này á nó có thể nó gây lên cái quy trình cho đứa nhỏ, nó không gây tử vong liền nhưng mà nó có thể gây được di chứng. Vàng da thì nó có vấn đề rất quan trọng. Ở đây có bạn nào thấy trẻ nhỏ vàng da chưa? Đó, có chưa? Có bạn nào thấy rồi? Em thấy đâu? Em thấy được tình huống nào mà ở đâu? Tắt micro. Chị các bạn. Ông thầy, mà em thấy lúc mà em đi thăm em với chị gái của em lúc mới sinh đó thầy. Là bao nhiêu năm rồi? Năm nay là bao nhiêu năm rồi? Bây giờ đã lớn thầy ơi. Thì em mới thấy lại là bao nhiêu năm rồi? Bây giờ đã 14 tuổi rồi. Còn nhớ rồi. Em đi thăm lúc đó bao nhiêu? Nó mới sinh được 2 ngàn. Rồi 2 ngàn. Thấy nó bằng da. Dạ. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Lúc đó em 6 tuổi rồi. 6 tuổi rồi. Nhớ thầy, tại vì em chăm sóc nó nhiều cho nên nhớ. Vậy chắc lúc đó có ấn tượng lắm. Lúc đó chắc gần với em lắm hả? Rồi, thì lúc đó cái vàng da sau đó của em thì lúc đó sau đó nó diễn tiến như thế nào? Còn nhớ không? Khoảng chung một tuần sau, tại vì em không có đi thăm mỗi ngày nên em không biết, nhưng mà khoảng một tuần sau em gặp nó là nó hết trơn rồi. Rồi, cảm ơn em. Thì cũng trường hợp cũng rất ấn tượng đặc biệt đó. 6 tuổi mới nhớ bây giờ. Rồi, cảm ơn. Có bạn nào có cả trường hợp vàng da nào gần đây không? Thì tụi có bạn da nó rất phổ biến. Sau này mình học chắc đa số mình có bạn nào có con chưa chứ chưa à? Là lạ lắm. Hồi trước kia đó có những người gặp con cháu rồi mới đi học y khoa. Trước khi học y ra khoa đó đúng rồi, chừng có cháu rồi anh Minh Xuân Hà là một ví dụ. Một tuổi là vợ ông chưa là trước cái tàu tôi nữa là tôi lúc đi lính hoặc là đi học những cái ngành khác. Rồi sau đó mới là thích đi qua, mới thi vào đi qua. Bởi vì họ thi cũng rất lên rất xuống rồi, nó khó khăn. Cho nên nhiều họ đi học rất trễ. Cái chuyện mà giữa người thầy nhỏ hơn cái người đi học rất nhiều đó, chuyện bình thường. Cho nên các bạn có thể thấy là, nhưng mà các bạn mà có cháu, nhất là không có con thì có cháu sẽ thấy. Chúng ta thống kê cứ thể 100 trẻ sinh ra đủ tháng bình thường á thì khoảng có 60 trẻ, tức là khoảng 60% trẻ nó sẽ biểu hiện vàng da. Còn trẻ non tháng thì khoảng 80%, tức là càng non thì cái biểu hiện vàng da càng phổ biến hơn. Nó rất là phổ biến. Nhưng mà trẻ sơ sinh sinh ra là như 100% sẽ tăng bilirubin trong máu, tức là nó trên cái ngưỡng 0.8-0.2 mg/dL của các bạn á. Nhưng mà biểu hiện vàng da nó chỉ khoảng 60-80%. Lý do là bởi vì khi bilirubin nó khoảng trên 5 mg/dL nó mới biểu hiện vàng da trên tâm sản. Thế nên nó có một khoảng nó tăng nhưng mà không có biểu hiện vàng da. Thì dễ là quá phổ biến rồi. Nhưng mà dễ thì vàng da nó phổ biến vậy thì nó có gì quan trọng? Thì phần lớn của vàng da trẻ nhỏ này nó là bình thường, nó sẽ tự hết giống như em của bạn này. Nhưng mà có một phần nhỏ nó diễn tiến nặng lên. Mà diễn tiến nặng lên đối với cái nhóm này vàng da này là vàng da nó tăng bilirubin gián tiếp. Cái bilirubin không liên hợp quá. Cái đó nó tăng bilirubin, nó tăng trong mỡ. Nó khác với cái tăng bilirubin mà trực tiếp, nó tăng trong nước. Thì cái bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ sinh đó, nó có thể nó ngấm vào hàng rào máu não. Nó gây tổn thương các cái hạch lì não. Nó gây ra di chứng, và cái di chứng đó nó tiến triển nó không hồi phục. Cho nên cái vấn đề quan trọng chỗ đó, làm sao mình biết được cái đứa nào vàng da mà nó có thể diễn tiến nặng, và ở cái ngưỡng vàng da nào nó có thể gây ra cái di chứng, thì mình phải nhận biết cái nhóm đó để mình phòng ngừa được cái diễn tiến vàng da này.
nó quan trọng là cái chuyện di chứng nó hơn. Và từ cái di chứng có thể nó dẫn tới tử vong, ví dụ di chứng đó mà nó lòng nó ưỡng nó hiếp thì cái chuyện đó nó có thể nó ngưng hô hấp rồi tử vong trong những cái cơn co gồng. Còn cái chính của nó là nặng nề, cái hậu quả nặng nề đó là những di chứng về thần kinh. Cho nên những trường hợp mà vàng da người ta coi như là có thể có những dấu hiệu có thể là cảnh báo vàng da nặng là những dấu hiệu này. Vàng da mà xuất hiện trong vòng 24 giờ đầu sau sinh, vừa nãy bạn em đó là thấy nó khoảng 2 ngày nó vàng thì cái chuyện đó nó bình thường, nhưng mà nếu vàng da trong ngày đầu tiên thì là nó sẽ có thể là bất thường. Cái thứ hai, vàng da tới cẳng chân nó để 2 ngày tuổi, tới phần tới lòng bàn tay bàn chân đã lớn hơn 3 ngày tuổi. Thì cái vàng da trẻ sơ sinh nó đặc biệt, nó vàng da từ trong ra ngoài và từ đầu tới chân, nó diễn tiến như vậy, nó vào trong mặt trước rồi nó lan xuống tới chân và nó vào từ trung tâm nó ra tới cánh tay, cẳng tay, tới lòng bàn tay. Vàng da nhiều mà kèm trẻ không khỏe, tức là vàng da là kèm cho đứa trẻ nó bị thiếu máu, hay là vàng da hoặc đứa trẻ bỏ bú hay gì đó, còn tìm một cái dấu hiệu nào đi kèm thì đều nó rơi trong mấy trường hợp này, nó đều có thể là vàng da nặng. Vàng da nặng này có nghĩa là vàng da nó đe dọa cái vàng da mà nó gây ra bệnh não, tức là nó gọi là bệnh não do bilirubin. Tức là tốt lại có thể biết vàng da để một tuần tới hai tháng có thể nó gây ra bệnh não, nó ảnh hưởng tới não. Tuy nhiên phần lớn trường hợp vàng da là bình thường, tự nó hết và nó không gây ra bệnh não. Tuy nhiên nó có một tỷ lệ nhất định nó rơi vào những cái trường hợp như vậy thì có thể diễn tiến bệnh não ha. Thì ta gọi vàng da nặng. Thì đối với vàng da nặng, nãy giờ các bạn thấy mấy màu đỏ là chuyện gấp thường thường hết. Thì nó cũng chạy thì mình cũng phòng ngừa hạ đường huyết, phòng ngừa hạ thân nhiệt và chuyển tiền gốc ha. Nếu mà nó không rơi vô mấy trường hợp như trên, tức là nó không có bốn cái dấu hiệu như trên, thì khi đó mình có thể xử lý theo dõi hướng dẫn chăm sóc. Nếu mà vàng da kéo dài trên 14 ngày thì chuyển viện, mà chuyển viện cái này là để tìm nguyên nhân. Cái thời gian vàng da mà nó có thể ảnh hưởng đến bệnh não mà xảy ra trong 2 tuần đầu tiên thôi, nó 15 ngày đầu sau sinh thôi, còn sau đó nó không có gây ra bệnh não nữa. Cho nên nó không có cái chuyện vàng da ở trẻ lớn hay người lớn mà nó gây ra bệnh não. Cho nên cái vàng da là cái bệnh lý đặc thù của trẻ sơ sinh. Chỉ có vàng da ở sơ sinh mới có chuyện vàng da mà bình thường, còn vàng da ở ngoài tuổi sơ sinh thì nó là bất thường hết chứ không có vàng da bình thường. Cái thứ hai là chỉ có vàng da ở lứa tuổi sơ sinh nó mới gây ra bệnh não, chứ còn vàng da ở lứa tuổi khác là nó do một cái bệnh lý nào đó mình phải đi tìm mà nó không gây ra bệnh não. Những cái điểm chính các bạn muốn nắm để biết cái chuyện bệnh lý vàng da ha. Bảo mình sinh ra đứa con nó bị vàng da thì mình cũng biết rồi, đó nó vàng hồi nào rồi tiêu tiểu ra làm sao, bú rồi bình thường không, mọi thứ khác mọi thứ nó có bình thường không. Nếu mà nó không rồi nó vàng da ra sao rồi có thể mình coi để nó vàng như thế nào. Nếu mà không chắc lắm thì tiêu tiểu nó vô bệnh viện, còn nếu mà mọi thứ nó cũng hết, nó bình thường, nó không ra đâu cái dấu hiệu nặng thì theo dõi tiếp bình thường ha. Theo dõi tới khoảng 2 tuần nó có hết hay không. Em của bạn này thì nó hết trong vòng 1 tuần, thì đa số nó hết trong vòng 1 tuần, nhưng mà một số nó có thể kéo dài tới 2 tuần. Đối với trẻ non tháng có thể kéo dài tới 3 tuần, nhưng mà đến hơn đa số khoảng 2 tuần. Rồi, cái vấn đề thứ hai là vàng da, mình qua vấn đề thứ ba là vấn đề tiêu chảy. Thì tiêu chảy nó có mấy vấn đề, cái thứ nhất là con mất độ mất nước như thế nào. Cái thứ hai là tiêu chảy của con có máu tức là lì á hay không á, để mình đánh giá. Thì đối với phân độ mất nước thì các bạn có học cái này chưa, có phân độ mất nước, tiêu chảy có mất nước không? Thì đối với trẻ sơ sinh nó, người ta cũng dựa vào đơn giản, nó có ba cái dấu hiệu chính. Mời các bạn học là tiêu chảy cấp chưa, cấp độ A, cấp độ B, C, tổ tư nhất của tổ tư nhất thế giới á. Bù nước từ tĩnh mạch hay là uống trong 4 giờ hay là bù nước uống cái gì đấy, học trong cái chương trình gì, trong bài gì, bì nồi tiêu chảy cấp, nhưng mà học trong cái nồi
À, một cơ sở bên trường ha. Thôi nói qua hàng nào mình biết thì thôi, còn nếu mà mình chưa lo. Cái thứ nhất là phong độ mất nước thì nó có ba cái dấu hiệu chính. Thứ nhất là về tri giác là thần kinh đó. Nếu mà nó ly bì khó đánh thức, tức là tình trạng ức chế á, thì nó là nặng. Dấu hiệu từ dấu hiệu nặng hơn. Thứ hai là hoặc là kích thích. Thì hoặc là kích thích thì nó đỡ hơn, vì tri giác nó ly bì khó đánh thức thì nó rơi vào nằm trong cái mất nước nặng. Còn nếu mất nước mà trung bình hay là có mất nước thì thường nó là trong kích thích, tức là nó còn khát nước, nó còn đồ uống, nó háo hức rồi nó về, còn kia là nó nằm đơ ra. Cái thứ hai là mắt trũng. Thì nói chung mắt trũng làm sao mình biết? Đôi lúc nó một số trường hợp cái đứa nhỏ mắt nó trũng sẵn rồi, nhưng mà hỏi bà mẹ sẽ biết mắt bữa nay so với mấy ngày trước bé là sao, thì bạn nó trũng hơn, hoặc là nó hồi giờ mắt nó vậy á thì coi chừng nó không thể trũng. Tại vì mình nhìn mắt trũng nhìn đâu? À, phía đây đây nhãn cầu này á, cái lớp môi dưới da này nè, nó trũng vô, nó sẹp này vô. Cho nên có nhiều người mắt nhìn vô, nhiều đứa trẻ nhìn vô thấy cũng sẵn là bình thường, nó trũng luôn. Dấu viêm da mất chậm hay rất chậm, nhất là về viêm giác thần kinh nói chung. Cái thứ hai là về mắt trũng, thứ ba là dấu viêm da, ba cái dấu hiệu để phân loại mất nước. Nếu mà dấu viêm da mà mất chậm là sao, mà rất chậm là sao, mình béo da béo là sao? Béo ở đâu? Vị trí đâu? Một này cũng hơi khó, thực hành cũng hơi khó ha. Thì ở bụng mình một cái người đứng đây, mà hình dung một cái bạn đứng, mình béo theo cái mình béo là béo theo chiều ngang. Nếp cái da là nó đôi theo chiều ngang, chứ không nó thường có cái chiều của cái nếp gấp da. Mình ngồi đầy nếp gấp da nó là chiều hướng này, thì mình béo theo hướng ngang. Mình béo là mình béo rộng luôn da và mô dưới da, chứ mình đừng có nắm da mình dẻo cong mà béo rộng mô da, mô dưới da cạnh bên rốn á. Thì khi mình béo xong rồi mình giữ khoảng 3 tới 5 giây, xong mình đếm 0 và 1 và 2 và 3 2 rồi thả ra mình đếm 0 và 1 và mình đếm cái giây á, thường đếm tốc độ 10 nó là 1 giây, ví dụ 1 và 2 và 3 và 4 và 5 là 5 giây á, để với tiếng bài trước là nó thành 1 giây. Thì nếu mà cái đếm nó đếm trên 2 giây, ví dụ mình đếm xong là 1 và 2 mà nó còn cái dấu của cái nếp da nó còn chưa có mất hết, nó phẳng xuống, thì kia đó là mất rất chậm. Còn nếu mà mới nếp 1 và đó, chưa 2 thì là nó mất rồi. Càng khi nó mất tức thì đó thì là mình gọi là mất nhanh. Còn nếu mà thả ra mất liền là mất nhanh. Còn nếu mà mình đếm vào 1 thì đó nó vẫn còn cái nếp rất xíu thì mất chậm. Còn nếu mình đếm tới 2 giây nó vẫn còn thì mất rất chậm. Thì mất nhanh là bình thường, mất rất chậm là nó rơi vào mất nước nặng, và mất chậm thì nó rơi vào có mất nước hay là mất nước trung bình là có mất nước. Hai trong ba cái dấu hiệu này thì mình xếp vào cái độ mất nước tương ứng và mình có mức xử trí tương ứng ha. Và đối với trẻ một tuần tới 2 tháng thì cả hai trường hợp này mình điều chuyển đi bệnh viện. Tuy nhiên trường hợp đầu tiên đó chuyển cấp, nhưng mà truyền dịch cho dịch truyền trước rồi chuyển. Trường hợp thứ hai thì cho uống. Truyền dịch và uống này nếu mà có phân loại bệnh nặng khác, ví dụ như cái đứa này nó vừa tiêu chảy mà nó vừa có khả năng nhiễm khuẩn nặng là các bạn này, thì mình chuyển luôn và cho uống cortisone để được chuyển viện, chứ mình không có chờ truyền dịch hay là chờ cho uống dịch. Cho uống theo pháp đồ e xong mà mình mới chuyển, là chung không? Cái này mình phải chuyển gấp, nhưng mà mình truyền 30ml vào ký để 1 giờ trước rồi mình chuyển viện. Còn nếu mà có phân loại bệnh nặng khác đi kèm, ví dụ như nhiễm khuẩn nặng cần phải chuyển liền, thì không có chờ truyền dịch một tiếng mà mình chuyển đi luôn. Và đây được chuyển uống cortisone tương tự đối với trường hợp dưới cũng vậy, mình không có cần phải cho uống nước trước
nên bắt đầu về trong 4 tiếng rồi mới chuyển. Mà nếu có phần gọi được nặng khác thì mình chuyển luôn nè. Rồi, nếu mà nó không đủ các hai tiêu chí phân độ mặt nước ở trên thì mình nói là không có tiêu chảy mà không mất nước, thì tiêu chảy không mất nước thì mình xử lý bình thường thôi. Cái này thì giống như là mình cho xử lý tại nhà, không có chuẩn bị gì hết. Đối với xử lý tại nhà thì điều trị theo pháp độ A, là mỗi lần uống loại orizon thông thường đó, mỗi lần để tiêu chảy thì uống một lượng tương ứng và cho uống thêm kẽm và giải khắp ngay, khắp lại sau 2 ngày. Giải khắp ngay là khi có một trong 6 cái dấu hiệu ban đầu á mình khắp ngay, còn nếu không thì 2 ngày sau khắp lại. Cho nên là cái bước tiếp cận như của mình như vậy. Rồi tiêu chảy và cái chức mà mình phân độ theo mặt nước, cái thứ hai là phân độ theo kéo dài hoặc lị. Kéo dài ở đây là trên 14 ngày mình xếp vào kéo dài, còn nếu mà có máu trong thân thì mình tiêu chảy mất nước, ví dụ như là mất nước nặng hoặc là lị, còn nếu trên 14 ngày thì mình gọi tiêu chảy kéo dài. Đối với trẻ từ 1 tuần tới 2 tháng thì bất kỳ tiêu chảy kéo dài hay là tiêu chảy mà có máu trong phân hay là lị á thì đều chuyển viện cấp hết, chứ mình không có xử lý tại nhà. Đối với giống như trẻ trên 2 tháng tới 5 tuổi ha, từ 2 tháng tới 5 tuổi. Một cái vấn đề quan trọng đối với lứa tuổi này nữa, dưới 5 tuổi nói chung và đặc biệt là 1 tuần tới 2 tháng á thì vấn đề về nuôi dưỡng và nhà cân. Thì vấn đề nuôi dưỡng, cái thứ nhất là ngậm bắp bú không tốt. Đối với lứa tuổi này bú chính là bú mẹ, nếu mà trong trường hợp mà chuẩn mực á thì là bú sữa mẹ, còn nếu không thì bú sữa công thức, cũng là sữa bú qua bình. Thì đối với ngậm bắp bú không tốt đó là hướng dẫn cách bé, cách mẹ bé bé đúng cách và ngậm bắp bú tốt. Thì đối với bé trẻ đúng cách á thì cái này các bạn về bữa nào con thì biết ha, thì bé đúng cách đó là đầu và thân thì cũng một trục, nó không có bị gập cổ, đầu và thân nó bị gập, nó không có bị gập ha, đầu mẹ bên hay là gì đó nó phải trên một cái trục thẳng. Mặt trẻ thì đối diện với bố mẹ chứ còn không là cái đầu thì cái người đầu ngày nay mà cái người nghiêng qua cái đầu thằng và cái đầu quay vô mẹ, người thì xoay ra ngoài, không phải hai cái phải trên một trục và có hướng về bố mẹ. Thân trẻ là áp sát vào thân mẹ thì nó mới không có mỏi được, ôm sát vô nó mới bớt mỏi, còn nếu mà ôm vậy là nó mỏi không có giữ lâu dài được và đỡ trẻ lên còn trên hai cái tay luôn. Chứ còn mình ôm một tay về nó sẽ nằm lên lật xuống, nó sẽ không đủ. Cái đó về cái trẻ đúng cách. Còn mà ngậm bắp bú tốt á thì các bạn sẽ thấy nó có cái hình, sao nó có chữ luôn nè. Cái hình này ngậm bắp bú tốt, còn hình này ngậm bắp bú không tốt. Ngậm bắp bú tốt là cái càm của đứa trẻ này nó phải chạm vào ngực mẹ luôn, chứ còn nó không có từ hơi ra ngoài. Khi mà ngậm bắp, miệng thì mở rộng, miệng mở rộng nó ôm hết cái cuồng bú, rồi môi dưới từ hướng ra ngoài mà nó ôm hết cuồng bú thì mình thấy cuồng bú phía trên nhiều hơn so với phía dưới, tại vì nó ngậm hết phía dưới càng áp vào thì đang thấy phía trên nhiều hơn. Nếu mà đứa trẻ mà nó ngậm như vậy nó bú á thì cái môi nó sẽ, các bạn sẽ thấy nó khô khô và nó giống như nó bị đổ bóng nước, mụn nước vậy đó. Cái môi nó sẽ khô, mụn nước cắn 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 cái môi. Cho nên nó phải ngậm bắp bú tốt vậy thì khi nó bú mới có hiệu quả được. Bú hiệu quả là đứa trẻ nó bú, nó nút từng chợt, từng đợt nó nút, và sau đó nó từng đợt nó nút nó ập xuống. Và bú xong thì nó cảm giác thoải mái và nó ngủ một lúc dài rồi nó dậy bú lại. Còn nếu mà nó bú không, và sau đó thì đứa trẻ liên tâm liền lặng. Còn nếu bú mà không hiệu quả đó là nó cứ đồ bú xuống, nó bú một chút tí xíu nó rồi bú tí xíu nó rồi bú hoài. Nếu mà bà mẹ cho trẻ bú dưới 8 lần một trong một ngày á thì phải khuyến khích là phải bú dưới 8 lần một ngày. Đối với trẻ sinh, nếu bú dưới 8 lần một ngày thì con có đủ
và không dùng thêm bất kỳ thứ thức ăn nào khác ngoài sữa mẹ. Anh ấy không có sữa mẹ thì uống sữa công thức. Đối với sữa công thức thì có thể cho uống thêm thức chín sau uống, còn đối với sữa mẹ thì không cần ha. Còn đối với trẻ nhẹ cân thì chút nữa mình sẽ đánh giá về cái biên độ tăng trưởng có trẻ có nhẹ cân hay không. Thì nếu mà nhẹ cân thì có hướng dẫn bà mẹ nuôi đầy đủ và đánh giá lại. Còn đối với tấm miệng là những cái miệng trắng nó đậm ở phía trong của cái hai niêm mạc má hoặc là ở các cái nướu, thì đối với tấm miệng thì sẽ hướng dẫn bà mẹ chăm sóc đầy đủ. Thì đối với tấm miệng hay gì đó mình cần phải đánh giá lại coi thì nó còn hay không và bà mẹ làm đúng hay không, thì hai ngày sau mới đánh giá lại. Còn đối với nhẹ cân thì mình đánh giá sau 2 tuần coi thử cái diễn tiến của bé như thế nào và chăm sóc kéo dài. Còn nếu không nhẹ cân mà không có vấn đề nào nuôi dưỡng hết thì mình hướng dẫn bà mẹ ăn, bà mẹ nó chăm sóc tốt và hướng dẫn tiếp tục bà mẹ nuôi như vậy ở nhà. Rồi về tiêm ngừa thì cái này có phát đồ của tiêm chủng mở rộng thôi, còn bên ngoài dịch vụ bây giờ có thêm cái phế cầu nữa. Còn đối với tiêm chủng mở rộng thì mới sang những chích ngừa lao và tiêm ca sĩ về, sau đó 2 tháng, tức là trong cái nhóm mà 1 tuần đến 2 tháng đó thì mình sẽ được tiếp những thuốc này: bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, viêm mặt não do hemovirus, influenza. Còn đối với chương trình tiêm chủng mở rộng thì lúc này có thể chích thêm một cái cầu lên viêm phổi, viêm màng não gì đó cho cái cầu. Thì cái này cái biểu đồ tăng trưởng con trẻ có bị nhẹ cân so với tuổi hay không, thì có màu xanh này cho bé trai, màu hồng thì cho bé gái. Tuy nhiên bây giờ mà cái biểu đồ này mà vì hồi tra nó rất là mệt thì bây giờ người ta phát triển các cái phần mềm để có thể áp dụng. Thì một trong các cái phần mềm các bạn có thể sử dụng trên cái smartphone đó để mình có thể sử dụng là cái app HEEG. Các bạn có Android hoặc là iOS có thể tải cái đó về thử. Các bạn nào tải về thử sẽ sử dụng thử cái tăng trưởng thử đó, các bạn 20 phút tải về thử. Thì đâu đó nó có rất là nhiều thứ liên quan đến tới trẻ em. Thì đâu đó một trong những cái đó là tăng trưởng, biểu đồ tăng trưởng hoặc là đánh giá về mặt da. Thì trong cái biểu đồ tăng trưởng này nó có mấy cái khái niệm bách phân vị và cái Z-score, chỉ số giấy cho các bạn biết cái đó không? Z-score. Thứ nhất là việc sử dụng cái Z-score hay là cái bách phân vị percentile. Để sử dụng hai cái này thì cái thường thường cái sau này người ta hay sử dụng cái Z-score. Cái Z-score thì nó bình thường nó trong tầm trừ 2. Nếu mà dưới trừ 2 á thì nó là nhẹ cân, trên 2 thì nó từ cân. Hoặc là cái bách phân vị cho percentile thì hay sử dụng là từ 90 hoặc là 10. Dưới 10 là nó thấp và trên 10 là nó cao. Trên bách phân vị hơn trên bách phân vị từ 90 là nó cao, còn dưới bách phân vị từ 10 là nó thấp. Thì trong các cái số liệu mà người ta trình bày thì dễ sử dụng. Nó đều có. Các bạn đã cài được chưa? Thì các bạn kéo từ trên xuống dưới 2 thứ nhất có cái body percentile á, các bạn thấy không? Thì ví dụ như trường hợp là cho một bé trai đi,
ngày sinh là cho tới ngày 1 tháng 1 năm 2020 đi. Cái date of birth là 11 ngày 1 tháng 11 ngày 11 tháng 1 2020. Rồi cái current date là bây giờ là ngày hôm nay ha. Rồi bây giờ các bạn lấy cái số liệu á, trong cái options á, các bạn lấy số liệu của CDC của khu, lấy cái data, cái mình chọn cái prefer là CDC của khu data. Cái đứa này coi như là đủ tháng, khỏe mạnh bình thường. Rồi bây giờ ví dụ như các cân nặng mình ghi là em bé là 9 kg, trong cái phần cái weight á, 9 kg á, thì khi đó đối với cái cân nặng đó thì nó có hai cái thông số màu đỏ, một cái là 26p, một cái là trừ 0.64 z. Trừ 0.64 z có nghĩa là cái z-score là bằng trừ 0.64, cái trung bình của nó là 0, nếu mà qua số âm á là nó thấp, nhưng mà lấy số dương nó là tăng, thì tất cả trong từ trừ 2 tới 2 thì là bình thường, nhưng mà nó ở trên hay dưới thôi. Thì cái này trừ 0.64 thì nó trong giới hạn bình thường. Còn nếu cái đứa trẻ đó đó mà 7 kg đi, à để nói luôn cái giá trị B, các bạn đi 9 kg, cái giá trị B là 26, nghĩa là ở mắt phong vị tới 26 là bình thường, từ 10 tới 90 là bình thường, 50 là trung bình, 26 là nó hơi thấp hơn một phần một chút, nhưng mà nó vẫn bình thường, dưới 10 thì nó mới thấp. Còn nếu mình coi một trong hai cái cách nó đều được. Còn nếu trong trường hợp mà 7 kg á, thì lúc này cái C-score là trừ 2.9, là cái này nó nhỏ hơn trừ 2, cho nên nó là chậm, cân nặng nó thấp hơn so với chuẩn. Còn cái bách phân vị nó dưới bách phân vị thứ nhất, dưới 1, cho nên nó là cân nặng nó cũng thấp hơn so với chuẩn. À, người ta chia là từ trừ 2 cho tới trừ 3 là nhẹ, là trừ 3 tới trừ 4 là trung bình, thì nó đang trừ 4 là nặng gì đó. Thì nói chung là nó nhiều ngưỡng, nhưng mà coi về chiều cao cũng tương tự như vậy, mình chọn ở dưới cái chiều cao mình sẽ nhập vô. Thì gần như bây giờ bạn đâu có cái điện thoại kế bên, cho nên dùng mấy cái app nó tiện hơn là lấy cái biểu đồ ra mình chỉ ha. Chiều cao này là tính theo centimet thì mét này cm, mọi người một tuổi là cao nhiêu thôi, mấy chục rồi các bạn rõ chưa? Có gì cứ về cứ cài cái đó sử dụng thử cái app đó, nó miễn phí. Cái app đó miễn phí, nó cũng đơn giản thôi, các bạn cứ về mở ra coi dùng với nó cho nó dễ. Tính bia mai rồi. Tóm lại về cái mục tiêu của mình, cái mục tiêu đầu tiên là nhận biết được bốn cái doanh nghiệp cứu, thì có bốn cái doanh nghiệp cấp cứu này. Cái gì? Và nó rõ ra hả, hô hấp tuần hoàn nó lên nó bốn dấu hiệu, năm dấu hiệu cần phải chuyển viện gấp, thì là chỉ có ô màu đỏ nó nằm trong cái nhóm mà có khả năng nhiễm khuẩn và da nặng, hoặc là trong cái tiêu chảy có nước và mất tích nặng, hoặc tiêu chảy cái già và lỵ, nó đều có cái vấn đề hoặc cái ô màu đỏ thì phải chuyển viện gấp. Và đánh giá phân loại xử trí ba cái vấn đề chính của mình đó ha, xử trí trước chuyển viện thì nhớ cái hạ, tránh cái hạ thân nhiệt và hạ đường huyết là quan trọng, còn kháng sinh hay gì tùy tình huống. Và điều trị tại nhà thì kháng sinh nếu trong trường hợp có khả năng nhiễm khuẩn thì tại chỗ đó thì kháng sinh đường uống, nên được đánh giá vấn đề dinh dưỡng thì tùy theo trẻ có vấn đề gì thì mình sẽ đánh giá cho vấn đề đó. Và sáu dấu hiệu mà dặn dò trẻ trong tình cấp là ngay, còn cấp lại sau 2 ngày hay 2 tuần gì đó thì tình huống ha, tùy trường hợp. Rồi các bạn có cái gì thắc mắc không? Các bạn biết cái trường tao không? Hả? 27 học vàng lên hồi nó cũng lung linh quá trời rồi. Các bạn có gì thắc mắc không?
À, như thế này thi cuối cận thì nó có khoảng như có 10 câu trắc nghiệm sao á, thì cũng đọc mấy cái ý này thôi, cũng không có gì quan trọng, không có ai nhiều đâu. Đối với thầy thôi, người câu thành phố, người câu đối với thầy thôi chứ không phải là người câu đi. À, nếu không có gì thắc mắc thôi thì cũng không. Nó khác gì so với tàu của tôi rồi. Thấy chữ hoài.